Máy đánh vảy cá Takio, nhanh, sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đánh vảy cá là một công việc thường tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức cho các nhà hàng, khách sạn hay các cơ sở chế biến cá. Không những thế, việc đánh vảy cá thủ công thường sẽ làm rách da cá, làm ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hình thức cá trước khi chế biến. Đánh vảy cá thủ công còn khiến cho vảy cá bắn tứ tung không kiểm soát, dẫn đến việc vệ sinh khu vực chế biến cá gặp nhiều khó khăn và không sạch sẽ. Đó là lý do cho một chiếc máy đánh vảy cá Takio ra đời. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.